Hello, xin chào Nam, chào anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát Computer. Thì sau một tuần vắng mặt thì mình đã quay trở lại ở đây. Chúng ta sẽ vào chuyên mục 3 phút mỗi tuần hoặc hơn đến từ An Phát Computer. Và câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Đặng Mạnh Tiến, thanks ad cho lên TV. Cho mình hỏi thêm sự khác nhau giữa hai mẫu card Acer ROG Strix phiên bản 2060 Super O8G và A8G khác gì nhau mà giá chênh lệch khá nhiều. Mình tham khảo trên trang chủ của Acer thấy thông số giống hệt nhau cả. Thì đương nhiên hai phiên bản này nó phải khác nhau thì giá nó khác nhau rồi. Thì khác nhau đầu tiên là tên, một bên là A, một bên là O. Thì A8G có nghĩa là Advanced Edition 8GB VRAM, còn O8G là OC Edition. Thì phiên bản OC thì được ép xung sẵn đến từ xuất xưởng, nó sẽ có xung nhiệt boost cao hơn khi so với các phiên bản khác, nên vì thế giá của nó sẽ cao hơn. Chuyển sang câu hỏi của bạn NHZ Gaming, giữa i5 8400, i5 9400F, Ryzen 5 2600 thì con nào vừa game vừa render vừa video YouTube stream ngon hơn ạ? Anh em có thể thấy i5 8400 sẽ có thông số nó thấp hơn khi so với i5 9400F và Ryzen 5 2600, nhưng mà mình sẽ đánh giá i5 8400 nó vượt trội hơn, bởi vì i5 8400 có tích hợp Intel HD Graphics hỗ trợ rất tốt cho anh em dùng bộ công cụ của Adobe. Còn cụ thể nó tốt như nào ấy thì mình sẽ hẹn anh em ở trong một video khác, nếu không video này sẽ rất dài. Chúng ta sẽ tiếp tục với câu hỏi của bạn Vinh, i3 9100F cộng RX 590 8GB thì dùng nguồn bao nhiêu watt để tận dụng được hết hiệu năng của máy tính ạ? Em muốn lắp thêm 3 fan cake nữa thì 600 watt có đủ cân không anh? Thì là câu sau của bạn đã trả lời luôn cho câu trước rồi, nhưng mà mình sẽ vẫn trả lời câu hỏi của bạn. Đó chính là combo i3 9100F và RX 590 thì nguồn tối thiểu sẽ là 500 watt công suất thực trở lên, đã là ổn rồi. Còn nếu như bạn cảm thấy lo sợ một chút thì có thể lựa chọn các bộ nguồn 550 watt rồi. Nhưng mà nếu bạn có sẵn bộ nguồn 600 watt mà phải công suất thực nhá thì cũng rất tốt rồi, bạn có thể nâng cấp về lâu dài nó ổn định hơn. Chuyển sang câu hỏi của bạn Kiên Nguyễn, cho em hỏi cây Win 10 dạng OEM khác gì so với cây Win 10 VIP bán mấy triệu không ạ? Em thấy mấy shop nước ngoài bán cây OEM này rẻ quá, tầm 300k không biết có tốt không ạ? Ở dạng key OEM thì nó có nhiều loại, thì loại mình hay biết nhất ấy là do Microsoft bán cho các hãng, ví dụ như kiểu MSI, Acer làm laptop ấy, thường họ sẽ bán rất nhiều. Đấy, khoảng một lúc lên cả hàng nghìn, hàng mười mấy nghìn key ấy, nên nó sẽ rất rẻ khi so với key mua lẻ. Nhưng mà có một điều ấy, nếu như anh em mà chẳng may mua phải mấy cái loại key nằm trong cái nhóm ấy đấy, có thể là nó bị tuồn ra ngoài ấy, nên sau này nếu mà bị quét ấy thì anh em sẽ bị mất luôn cái bản quyền. Nên vì thế anh em nếu có tiền thì mua các loại cây dùng cho cá nhân thôi thì dùng sẽ yên tâm hơn. Câu hỏi của bạn Nghĩa Yubi, MSI B450M Mortal Max với Ryzen 5 2600 thì sau này muốn OC CPU thì có được không ạ? Thì không giống như Intel, thường các bộ mạch chủ của AMD trừ dòng A đều hỗ trợ ép xung. Tuy nhiên thì việc anh em ép xung trên các mẫu bộ mạch chủ tầm trung giá rẻ ấy thì nó yêu cầu một sự tỉ mỉ và tính toán cẩn thận một chút về vấn đề điện năng không các thứ. Nên nếu có kiểu OC cho vui vui một chút thì không sao cả. Còn nếu mà chuyên sâu thì mình nghĩ nên đầu tư một bo mạch chủ nó tốt hơn. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục với câu hỏi của bạn vua trò chơi, i7 8700K với Z390 và 2060 Super Full RG RAM 16GB thì đi với nguồn nào để ép xung được ạ? Thì nếu muốn ép xung ấy thì bạn nên lựa chọn các bộ nguồn có công suất thực và đắt tiền một chút để đảm bảo được vấn đề ổn định lâu dài. Còn về công suất thì 600W công suất thực trở lên là ổn rồi. Câu hỏi cuối cùng của bạn là Gia Khánh Nguyễn, Ryzen 5 3500 với i5 9400F thì con nào mạnh hơn ạ? Nếu như cả hai CPU có thông số giống hệt nhau ấy thì Intel sẽ luôn tỏ ra là mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, nếu như mà cùng thông số ấy thì CPU của AMD sẽ có mức giá thấp hơn, cụ thể hơn một chút, đó chính là giữa Ryzen 5 3500 và i5 9400F sẽ chênh nhau chừng khoảng từ 200 đến 300 nghìn đồng. Cái này lựa chọn thì anh em là fan của hãng nào thì mua hãng đấy thôi. Thì mình không khuyên mà anh em nên lựa chọn hãng nào. Anh em có câu hỏi gì thì đừng quên để lại ở mục bình luận của video. Cùng với đó lại bấm like, share và subscribe kênh YouTube của An Phát Computer để không bỏ lỡ các video clip chúng mình tung ra trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo.